Định nghĩa này, cho hàm số y bằng fx xác định trên tập D. Xác định trên tập D. Trường hợp thứ nhất xảy ra này, nếu m lớn được gọi là giá trị lớn nhất, số m lớn này, được gọi là giá trị lớn nhất của cái hàm số y bằng fx trên tập D, nếu như fx nhỏ hơn hoặc bằng m lớn với mọi x thuộc D. Nhớ là nhỏ hơn hoặc bằng với mọi x thuộc D nha. Và tồn tại cái điểm x0 sao cho fx0 bằng m lớn. Được chưa? Nhớ là chúng ta bắt buộc phải tồn tại cái điểm x0 này. Nếu như không tồn tại thì cái m lớn này nó sẽ không tồn tại và khi đó nó không còn là giá trị lớn nhất nữa. Được chưa? Vậy khi m lớn là giá trị lớn nhất thì người ta ký hiệu này, m lớn bằng max của fx trên cái tập xác định D. Ok chưa? Đấy là trường hợp thứ nhất xảy ra. Trường hợp thứ hai xảy ra, số m nhỏ được gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng fx trên tập D nếu fx lớn hơn hoặc bằng m nhỏ với mọi x thuộc D và tồn tại cái điểm x0 thuộc D sao cho fx0 bằng m nhỏ. Được chưa? Đấy, khi đó m nhỏ này người ta gọi là giá trị nhỏ nhất rồi và ký hiệu m nhỏ sẽ bằng là min của fx trên D. Được chưa? Đấy là định nghĩa về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một cái hàm số y bằng fx xác định trên một cái tập D nào đó. Bây giờ cho một hàm số bất kỳ, vậy thì dựa vào định nghĩa này chúng ta xác định cái giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ lớn nhất của hàm số như thế nào, thì chúng ta sẽ có cái quy tắc tìm như sau. Các em chú ý nhé. Quy tắc đi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cái hàm số fx liên tục trên một cái đoạn hay trên một cái khoảng nào đó. Được chưa? Bước thứ nhất, chúng ta đi tìm đạo hàm của hàm số đó. Đấy, sau khi tìm xong, chúng ta đi giải cái phương trình f(x) bằng 0. Đấy. Sau khi giải xong nhá, các em chú ý giải trên cái đoạn AB thôi nhá. Nhớ là cái đoạn này đề bài nó cho, hoặc là không cho thì chúng ta phải tìm tập xác định của nó. Thì từ tập xác định đó nó sẽ sinh ra cái đoạn AB này. Được chưa? Sau khi giải xong thì chúng ta để ý này, giả sử là cái phương trình này có cái nghiệm xy thuộc cái khoảng AB. Nếu như không có thì thôi nhá. Nhớ chưa? Đấy. Xong bước số 1, chúng ta chuyển sang bước số 2. Chúng ta đi tính các giá trị FA biên này, FB và fxy trong trường hợp xy nó thuộc khoảng AB. Được chưa? Sau khi tính xong chúng ta so sánh kết